Trong mỗi bữa cơm, dụng cụ ăn là không thể thiếu. Nó cũng là thứ bảo vệ an toàn vệ sinh cho chúng ta. Tùy vùng miền, châu lục mà có văn hóa ăn khác nhau. Như ở châu Á, trên bàn ăn thì có đũa, muỗng, châu Âu thì có muỗng, nĩa, dao. Và cũng tùy vào món mà chúng ta có thể sử dụng dụng cụ ăn khác nhau. Nhưng làm thế nào để tạo ra một bộ dụng cụ ăn sang trọng như vậy? Từ những năm 1950, thép không gỉ bắt đầu trở nên thông dụng và từ đó những chiếc muỗng, nĩa được ra đời. Đó cũng chính là chuẩn mực văn hóa ăn uống của người phương Tây. Vì dao ăn là dụng cụ khó làm và phải trải qua nhiều công đoạn nhất, nên chúng ta hãy đề cập đến nó trước nhé. Nguyên liệu chính để tạo ra tất cả các dụng cụ có trên bàn ăn cũng như dao ăn đều là thép không gỉ. Vì thép không gỉ là chất liệu khá bền. Tất cả bắt đầu từ cuộn dây thép dài, thép sẽ đi vào máy, sau đó được xử lý để tạo nên phôi thô có cấu trúc phần cán và phần lưỡi khác nhau. Sau đó cho chúng vào lò nung làm mềm kim loại để có thể dễ dàng tạo hình bằng máy rèn. Một loạt các khuôn ép sẽ tạo hình cho kim loại vừa được đun nóng. Sau mỗi lần ép, thanh kim loại sẽ dần có tạo hình của lưỡi dao. Một thanh kim loại ngắn sẽ được hàn vào phần cuối của lưỡi dao. Sau đó, một máy mài tự động sẽ mài nhẵn mặt dao. Một bánh xe đá mài có nhiệm vụ tạo răng cưa lên phần lưỡi dao, để chúng ta có thể dễ dàng cắt thức ăn như thịt bò. Tiếp đến là tạo tay cầm cho dao. Nhà máy sẽ sử dụng thép không gỉ với hàm lượng nickel lớn, dùng để làm cán dao với khả năng chống ăn mòn. Khuôn in sẽ in những chiếc tay cầm có cấu tạo phức tạp với nhiều kiểu dáng và thiết kế khác nhau. Tùy vào lựa chọn của khách hàng mà các tay cầm khác nhau được tạo ra, từ họa tiết đơn giản đến phức tạp. Các nửa của tay cầm sẽ được người thợ ghép lại, đặt vào máy để hàn lại với nhau để tạo nên một tay cầm hoàn chỉnh. Sau đó máy cắt một phần nhỏ dây đồng, cho vào bên trong tay cầm dao, nung nóng để đồng chảy vào các kẽ hở còn sót lại. Lúc này, chúng ta có thể thấy được một tay cầm hoàn hảo không kẽ hở. Tiếp đến, người thợ đem chúng đi mài, cho đến khi những đường hàn lúc nãy nhẵn bóng, không còn thấy vết tích nữa. Sau đó, người thợ sẽ chuẩn bị xi măng trắng và đổ đầy chúng vào bên trong tay cầm. Những chiếc cán sẽ được đặt trên một máy xoay. Lực ly tâm sẽ giúp xi măng lấp đầy vào bên trong tay cầm. Tiếp đến, lưỡi dao sẽ được lắp vào cán và cho chúng theo băng chuyền. Đưa đi ngâm trong nước nóng 10 phút để xi măng cứng chặt, cố định phần dao với tay cầm lại. Lúc này, những người thợ sẽ lấy dao ra, làm sạch các xi măng thừa còn sót lại. Thế là chúng ta đã xong con dao ăn. Tiếp đến là muỗng cũng vậy, nhưng nó lại đơn giản hơn. Những thanh kim loại sẽ được ép, sau đó cắt thành hình dạng tương tự một cây cọ sơn. Các bánh lăng này sẽ ép và giác mỏng phần đầu. Tiếp đến sẽ có một máy cắt, sẽ cắt để tạo hình dạng thô ban đầu với họa tiết trên tay cầm. Phần thô này sẽ được đi qua các khuôn ép, phần thân sẽ được uốn cong. Còn ở phần đầu sẽ được ép lõm xuống, sau đó sẽ được đưa đi đánh bóng. Tương tự như vậy, những chiếc nĩa cũng được cắt để tạo hình. Sau đó là được mát uốn cong, phần đầu thừa cũng sẽ bị cắt bỏ đi. Tất cả sẽ được đánh bóng. Lúc này tất cả đã sẵn sàng để đóng gói. Những loại sang trọng sẽ được mạ bằng bạc hoặc vàng ở một vài chi tiết hoặc toàn bộ nhằm tăng giá trị cũng như độ sang trọng. Bạn thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé. Bye bye!